Hơn 50 tuổi, khu chung cư 727 hiện trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Lớp xi măng theo thời gian đã biến mất, lộ cả những thanh sắt thép đã hoen rỉ từ bên ngoài cho đến bên trong khu chung cư. Và cảnh tượng quen thuộc là hàng trăm căn phòng hoang tàn, hành lang dài với ngổn ngang những rác mà các gia đình bỏ lại. Bởi từ năm 2008, nhằm đảm bảo an toàn, thành phố đã quyết định di dời các hộ gia đình. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, hiện còn khoảng hơn 100 hộ gia đình vẫn đang tiếp tục sống và sinh hoạt trong khu chung cư này. Người dân quen với cảnh những bịch rác bị bỏ lại ở các đoạn hành lang trước cửa những căn phòng trống. Cách phân biệt được những căn hộ còn người ở hay không chính là qua những ô cửa sổ sơ sài. Bởi khu phơi đồ quen thuộc của tất cả các hộ dân ở đây đều là cửa sổ. Do tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, lại thêm số lượng lớn các hộ gia đình đã chuyển đi, nên chung cư này càng trở nên hoang tàn. Cửa sổ với những khung sắt lỏng lẻo, không chấn song này liệu đủ sức chịu đựng gió mưa? Cũng có khi chấn song được thay thế bằng những mảnh vải. Cầu thang thoát hiểm được gia cố thêm bằng những tấm gỗ. Và người đi thì cũng chẳng dễ dàng mà đi nhanh với tình trạng hoen rỉ của những chiếc cầu thang sắt ở đây. Và dĩ nhiên, với hệ thống cơ sở như vậy thì hệ thống phòng cháy chữa cháy gần như là thiếu hụt. Nếu có thì sẽ xuất hiện ở tình trạng cũ nát. Thật không dễ để nhận ra đây là hộp đựng bình chữa cháy, còn hộp nhưng đều không thấy vòi chữa cháy. Trên các bức tường trống, người dân luôn ghi những dòng nhắc nhở về an ninh và vệ sinh. Nhưng tình trạng rác thải bị vứt bỏ vẫn tràn lan, đặc biệt là qua các ô cửa sổ hay khu giếng trời là hình ảnh quen thuộc ở đây. Các căn hộ tại đây luôn được trang bị hai ổ khóa để chắc chắn. Căn hộ khá đơn giản, tuy nhiên dễ dàng phát hiện ra các vết nứt hay khu vực xuống cấp trong nhà. Những gia đình còn lại cũng dần thích nghi với tình trạng xuống cấp và đôi khi là hoang vắng của chung cư. Theo tìm hiểu của chương trình, hầu hết những hộ gia đình còn lại đều là những người lao động có thu nhập thấp hoặc sinh viên thuê trọ. Cái hoàn cảnh thế nào thì mình đã sống ở đây thì phải chịu hết, không thể nào khác. Không, thì cháu không khác cũng không luôn. Cô thì cũng thấy sợ ghê luôn, như giống như vậy bây giờ. Không biết sao mà đây là tối rồi với lại khuya rồi, nó sợ đi đêm cũng sợ. Trong những ngày chờ thông báo chuyển nhà, người phụ nữ này đang tranh thủ mở một quầy hàng nhỏ bán đầy đủ các mặt hàng, từ các thực phẩm đến tạp phẩm, thậm chí là một số loại thuốc thông dụng. Tuy nhiên, sự sơ sài của các mặt hàng này phản ánh phần nào mức sống của người dân trong khu chung cư. Với những bạn sinh viên thì... Thì chỗ em cũng ở đây cũng lâu rồi, không có sợ gì nữa, ở quen rồi thôi à. Có lẽ vì thế mà hai cô sinh viên vẫn kiên trì ở lại dù căn phòng bên cạnh đã chuyển đi từ lâu. Thật sự mà nói đầu tám này thì còn bao nhiêu hộ? Chỉ có mình cô. Cái lộ này có mình cô ở đây mấy năm. Chứ bây giờ 400-500 triệu người ta không có tới một ngày ăn nữa. Thì mỗi ngày ta chạy ăn. Ta nghèo rồi. Mà bây giờ ở đâu 400-500 triệu người ta được đi. Dân cỏ ở đây rất là khổ. Thì vì khổ mới ở cái phòng có 24 m². Mà người ta không đóng tiền nhiều, mà người ta quên nhà mới thì ta đóng với bạc tỷ thì làm sao ta chịu khó. Một cái người thu nhập thấp làm sao mà có một số tiền để mua. Và cứ như vậy, trong lúc đợi một giải pháp hợp lý, những người dân còn lại cố gắng vun vén lo toan cho cuộc sống. Với một cửa hàng tạp hóa kiểu 727, quán internet kiểu 727, những đứa trẻ với chấn song cửa sắt yếu ớt, rác ở xung quanh nhà và những mảng tường bong tróc yếu ớt. Quá nguy hiểm. Hả? Hôm nay đồng tình với mình đúng không? Nếu như người dân cứ tiếp tục sống và sinh hoạt trong một không gian thiếu an toàn như vậy
thì Thảo thấy là thật sự là họ không còn một cái lựa chọn nào khác. Ngọc à, vấn đề ở đây là phải dựa vào kinh tế, họ làm sao với cái mức lương một ngày á, một ngày mấy mươi ngàn đồng hay là mấy trăm ngàn đồng, một tháng vài triệu, làm sao tìm được 400-500 triệu. Vấn đề ở đây Ngọc không bàn về cái chuyện là người ta, Ngọc biết là đó là một cuộc sống khó khăn và tất cả mọi người ai cũng khó khăn. Chúng ta không bàn về cái chuyện là người ta phải kiếm tiền như thế nào, nhưng chúng ta phải bàn về những cái điều kiện về vệ sinh, điều kiện về an toàn, điều kiện về phòng cháy chữa cháy, điều kiện về tất cả những gì liên quan tới sinh mạng của họ, lời liên quan tới đời sống của họ. Vấn đề ở đây là chúng ta phải tìm ra một cái lời giải đáp cho những hộ dân còn đang ở đó, bởi vì họ không có điều kiện để đi, và chứ họ không hề muốn ở đó. Và bên cạnh đó, chúng ta đối với suy nghĩ của Ngọc thì chúng ta cần phải tìm ra, trong cái thời gian mà chờ đợi thì chúng ta phải tìm ra một cái phương án nào đó để nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy, nâng cao ý thức về giữ gìn vệ sinh, xử lý rác thải để đảm bảo về mỹ quan và sức khỏe cho mọi người. Nhưng mà Ngọc thấy không, với những chính sách tái định cư, những cái chương trình được nhà nước đề ra cho các hộ dân đang sống ở đây, thì họ có những cái lựa chọn. Họ đang sống ở đường Trần Hưng Đạo, một cái đường trung tâm của thành phố, rồi bây giờ phải di chuyển sang một cái nơi rất là xa thì rất là bất tiện cho nhiều thứ, công ăn việc làm, con cái đi học vân vân, cũng nhiều lý do lắm. Nhưng mà như vậy thì sẽ có điều kiện không? Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là với tất cả những cái chính sách mà nhà nước đưa ra thì hy vọng là quý vị cũng sẽ suy nghĩ lại để chọn cho mình một cái giải pháp an toàn cho cả gia đình.